Ba đẩy tụi tôi đi du học để làm gì? Đằng sau cái danh nghĩa đi du học. Là tao muốn tống khứ hai cái thây nghiện ngập hư đốn của tụi bay ra khỏi cái căn nhà này, ra khỏi cuộc đời của tao. Làm tổn hại đến uy tín, sự nghiệp, danh dự của tao, đủ chưa? Vậy là tình phụ tử của chúng ta chấm dứt tại đây phải không ba? Từ lâu rồi, nhưng coi như hôm nay mới ngã ngủ. Vậy cũng tốt, chúng ta bắt đầu phiên giao dịch. Giao dịch? Bà mở ra xem đi, rồi chúng ta nói chuyện. Ở đâu mà tụi mày có những thứ này? Ở đâu mà tụi mày có những thứ này? Hả? Không quan trọng. Ba chỉ cần biết là nó đang nằm trong tay của tụi tôi. Thì ra mấy mẹ con của tụi bay thông đồng toa rập để hại tao à? Má vô can, đừng có lôi má vô đây. Tụi bay nghĩ những thứ này có thể uy hiếp được tao sao? Ba nghĩ sao? Một doanh nhân lưu minh quân danh giá lẫy lừng, trên thương trường khốc liệt chỉ biết một chữ tâm, nhưng thật ra là một tên ăn cắp, một kẻ giả danh. Ăn cắp không giả danh, chẳng qua là gì? Tao biết nắm lấy cơ hội mượn vốn làm ăn. Tao mặc kệ sự sống còn của người khác, cho dù đó là máu mủ tình thâm, phải không ba? Có khi nào ba tự hỏi tại sao các con của ba lại đâm ra hư hỏng nghiện ngập như ba vừa nói? Có khi nào ba quan tâm tới mợ Út và các con của mợ bây giờ đang ở đâu không? Nghèo khổ ra sao? Dì hai bây giờ ở đâu? Bà ngoại bây giờ ở đâu? Họ còn sống hay đã chết? Hỏi nếu như đại ly ra số tiền đó tao đã trả lại hết cho họ rồi, không bị tụi bay nướng hết vào gái rượu ma túy. Hay, lý do thật chính đáng. Doanh gia lưu minh quân có thể dùng lý lẽ để an một chữ tâm, với búa triều dư luận trên thương trường rồi. Nói quịch tẹt đi, tụi bay muốn gì? Muốn thấy số tài sản ăn cắp của ba phải cạn đi, càng nhanh càng tốt. Hai đứa tôi cần một biệt thự, hai chiếc xe hơi và tiền để được sống ung dung trong thành phố này. Tụi bay nghĩ là đáng giá đó sao? Cái vỏ bọc mang tên danh dự, uy tín của ba cao giá hơn đó. Thỏa thuận đi, ba không thiệt đâu. Được, nhưng xe chỉ có một, không phải là hai. Tại sao? Hai hay một chiếc xe hơi đối với ba có nhầm nhòi gì đâu? Tao thích vậy. Để chứng tỏ quyền lực chứ gì. Thôi, sao cũng được. Em nói dối, nói dối. Tôi phải nói làm sao anh mới tin đây? Vậy tôi hỏi em, tại sao thằng Quang, thằng Long lại có bản photo của bức thư đó, hả? Làm sao tôi biết được? Tại sao anh không hỏi tụi nó? Cái gì? Hỏi tụi nó hả? Trời đất ơi, từ hồi đó tới giờ
Có bao giờ tụi nó nói thật với tôi chuyện gì đâu. Tôi nói cho em biết, nếu như em muốn gia đình này, sự nghiệp này còn tồn tại, thì làm ơn hủy hết những thứ đó giùm tôi đi. Trời ơi, tôi đã làm tất cả để anh được toại nguyện rồi, bây giờ anh còn muốn gì nữa đây? Bây giờ cô nhìn đi, tôi lo cho ai đây? Tất cả những thứ tôi làm là vì ai đây? Hả? Cô có thua kém ai đâu? Tôi không hiểu vì sao mà em lại giữ những thứ đó làm gì. Tôi nhắc cho em nhớ, nếu như em còn lưu luyến những thứ không đáng đó thì... Đúng là đồ đàn bà, không có làm được chuyện gì lớn. Nhìn bao nhiêu năm nay bà cứ gạt mình sao? Bà làm như vậy để làm cái gì? Có lẽ nào tất cả những gì mình tận mắt chứng kiến đều bị bà ấy lừa sao? Không, không thể nào, không thể nào. Không lẽ những chuyện này đều là giả bộ? Trí nhớ của bà ấy có lẽ đã hồi phục tốt. Bà ấy hỏi ai đưa cho cháu tờ giấy đó. Cháu nói là chú Dương. Bà ấy nhìn cháu vẻ ngạc nhiên lắm.
rồi chị ấy nói sao? Dạ, cháu hỏi bà còn nhớ chú Lượng không? Bà ấy gật đầu. Cháu nghĩ bà sẽ nhớ ra tên người trong tờ giấy đó là ai. Như vậy là tốt. Chú rất cảm ơn Thảo. Lẽ ra chú không nên lôi kéo cháu vào chuyện này. Chú đừng băn khoăn. Cháu nghĩ đây cũng là những việc nên làm. Chú cháu mình quen nhau nhiều năm, cháu tin chú. Sắp tới cháu tin thế nào? Chắc chắn là cháu không làm trong quân nữa. Nhưng chú đừng bận tâm, cháu sẽ tìm được chỗ khác làm mà. Tất nhiên rồi, số vàng đó là của tôi mà. Tại sao tôi không nhận chứ? Nhưng bây giờ tôi nghĩ số của cải đó sẽ chỉ là điều kiện cần để giúp tôi sống tốt hơn, chứ nó không còn tạo cơ hội cho tôi có tham vọng giàu hơn. Nghe nói sắp tới vườn nhà mình trồng lan nữa hả ba? Thì ba con phân công gì, ba con mình làm đấy, sao dám cãi. Ba. Hả? Con nói ba nghe nè nha. Ờ. Mẹ nói á, sắp tới bán lúa quệ này, mẹ sẽ mua cho ba một cái máy vi tính để ba nghiên cứu cách trồng lan á. Công nhận mẹ cưng qua số 1 luôn á. Hay cho con cửa gì đó. Con nói là mẹ sẽ mua cho ba cái máy vi tính để ba nghiên cứu cách trồng lan. Ba nói đúng chứ bộ, không phải sao? Anh uống trà đá nha. Đưa đây anh cầm cho. Cảm nhận mẹ cưng ba thiệt á. Dỗ này con cầm chắc. Còn nó nói đúng chứ bộ. Tôi xin lỗi. Số vàng đó là do. Nè, làm gì mà thầm thọ đây hả? Tôi học nghề trong quá. Học nghề trong quá thì vô nhà hổ đàng hoàng. Làm gì trong quân cấp vậy? Tôi không phải lùa quân cấp. Có chuyện gì vậy chú ba? Có người dòm nè. Dòm? Mà dòm cái gì? Đang chung nói. Có thấy chưa? Có thật dục địch mà, chạy mất tiêu rồi. Đúng là chỉ có quân ăn cướp mới bỏ chạy như vậy thôi. Mời anh ba vô nhà uống nước. Mời anh ba vô nhà chơi. Cảm ơn anh chị. Tôi phải đi có chút chuyện. Tình cờ thấy nó lấp ló, sợ quân giang nên ghé vô. Thôi không khác nghe anh chị. Dạ.
cảm ơn chị. Thằng ẩu mày, sao rọt ra em chén? Trà rửa tay đó, chú làm cho cháu nè. Cái này nhiều chén con. Dạ cái này không tính tiền. Chơi cái cho biết ăn. Cũng đâu khác gì nước đìa. Ăn món mới đi chú, nguội mất con. Mày chơi sang quá vậy con? Hơn đỉ à nghe. Vô chú. Vô. Về để cháu giúp chú nha. Ngon. Nhưng mà đế nếp với mình á, ngon kiểu khác. Nè, bữa nay không có má mày, Út chơi nghe thoải mái cuộc đời. Có bả nói chuyện bẻ mồm bẻ miệng, khó thấy mẹ. Vậy hôm nay chú cháu mình chơi tới bến luôn nha chú. Chú, vô chú. Sao chú nhìn cháu như vậy? Mày đã thiệt. Phải chi anh hai hồi đó giống như mày thì ngon quá. Thôi vô con. Chị Duy, em đã về. Nghe nói sức khỏe, tâm trí chị đang bình phục trở lại. Em rất mừng. Có nhiều việc đang cần chị giúp. Em sẽ đến thăm chị sau. Em, Khải. Mời cậu uống nước. Chị, chị có phải là chị Duyên, chị ba của Phúc không? Đúng rồi, là tôi đây. Còn cậu là? Em là Khải, bạn thân của Phúc nè. Khải. Dạ. Khải. À, Khải, có phải là bạn học của Phúc hồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, lâu quá rồi.
Dạ, Phúc nhờ em về đây tìm chị. Thằng Phúc thiệt là... Chị xem đi. Đúng là thằng Phúc rồi. Nhưng sao hai đứa... Trời ơi. Vậy là hai đứa cùng ở bển hả? Dạ. Thằng Phúc nó có khỏe không? Mà sao nó không về? Hả? Số tiền lớn như vậy, cậu dự tính mang về bằng cách nào? Chị Ba, chị bình tĩnh. Còn nhiều chuyện quan trọng lắm. Em phải nhờ chị chuyển giùm tới vợ con Phúc nữa đó. Có chuyện gì? Cậu cứ bàn với anh Ba đi, chứ chị. Trời ơi, Phúc ơi. Hãy
Trước hết là chuyện tiền bạc. Như trong thơ Phúc đã dặn dò, đây là một số tiền lớn, em không thể mang về được. Như vậy nghĩa là sao? Nhưng không phải là không có cách. Em đã dự liệu tất cả mọi chuyện rồi, anh chị đừng có lo. Trước khi về đây, em đã liên hệ với một đường dây chuyển tiền ở chợ lớn. Thủ tục hết sức đơn giản. Anh chị hãy thu xếp, ngày mai đi Sài Gòn với em nha. Phúc ơi, vợ con em chỉ cần em nguyên vẹn trở về, chứ tiền bạc làm gì để sống khổ chết khổ quá em. Hay anh đưa chị vô phòng nghỉ ngơi đi. Chị ba của cậu bị bệnh tim. Đối với chuyện như vậy thì thiệt á, khổ lắm. Xin lỗi, em không biết. Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi đưa vợ tôi về phòng. Còn cái chuyện ngày mai đi Sài Gòn, chắc vợ tôi đi không được rồi. Chị Duyên, nếu vậy thì mọi chuyện anh em cậu cứ giải quyết đi. Không sao đâu cậu Khải à, tôi chỉ nghẹn chút thôi, nghỉ lát tôi khỏe liền. Chị xin lỗi nha. Đựng trong vali thế này vừa an toàn vừa lịch sự. Số tiền như trong thư Phúc viết, anh ba đếm lại. Tôi nghĩ không cần đếm lại đâu. Tùy anh thôi, anh chờ chút. Ừ. Anh ký vô đây, mỗi người giữ một bản để làm tin. Cậu cẩn trọng quá. Đồng tiền nó lạnh lùng lắm anh à. Anh Quân ký vào đây, mỗi người giữ một bản để làm tin.
anh Quân ký vào đây. Mỗi người giữ một bản để làm tin. Mọi thứ con đã dọn xong hết rồi. Hai chú cháu ăn nhậu tới bí tỉ rồi ngủ. Tới giờ này vẫn chưa dậy. Hay để con đi gọi cho. Không cần đâu. Dạ. Hey. Thức sớm vậy. Tỉnh rồi hả? Thằng Thông đâu? Nó đang tắm. Chắc xuống liền á. Hai chú cháu thiệt hết nói à. Cái thằng Hai, cái thằng Thông, cái thằng này êm thiệt cái Hai. Êm hả? Mấy bữa nay hai chú cháu hư lắm rồi phải không? Em nói Hai nghe nè. Cái thằng Thông, cái thằng này hay thiệt à nghe. Chưa gặp em hả? Em mà ở cái đất xì phố này á là một tháng em hư á nghe Hai. Nè, mà mấy bữa nay á nó dẫn chú đi đâu? Bí mật. Nhưng em nói Hai nghe, nó lạ lắm Hai ơi. Em nói hả, từ ở trên tuốt cái chót gió trên mày xanh á mà cho dài xuống dưới tầng hầm. Chỗ nào chỗ nấy tao nói thơm phức. Nhưng mà hơi mắc à nghe. Tốn hết bao nhiêu? Ai biết. Nó trả, chứ tôi có trả các bạn nào đâu biết. Nhưng mà cũng cả trăm dạ lúa à nghe. Cái gì? Cả trăm dạ lúa? Mà chỉ có hai chú cháu. Hai không tin hả? Hai cứ tính thử coi. Cái chai rượu gì đó nhỏ xíu à, nó bằng cùm chân chứ gì. Mà bạc triệu, triệu hơn à nghe. Cứ mỗi chai á thì bằng phi rượu đế chứ quê. Mà công nhận nghe, nó ngon thiệt. Uống tới đâu à, nó thấm đằng răng tới đó. Đã thiệt, công nhận nghe. Rồi tính tiền nào về đây? Lên đây thơm phức rồi quên vợ quên con hay sao? Chuyện đó không biết à nghe. Tôi á thì sao cũng được. Mà chỉ sợ thằng Thông nó buồn. Hư hết biết luôn. Hôm nay Giao có đi học đàn không? À, chủ nhật mình không có học gì hết. Chỉ ở nhà tự tập đàn, đọc sách và chơi thôi à. Nhưng mà buồn lắm. Chơi một mình hồi cũng chán à.
Hay là tuần sau vô qua nhà dân chơi đi, vui lắm á. Ừ, thế nào cho cũng đến. Chị thì vui quá rồi. Mấy bạn ăn đi. À. Để sáng chủ nhật trong qua đón nhau nha. Ừ. Bạn ăn đi. Ngon không? Bà ơi, tới giờ ăn cơm rồi. Ăn xong, bà còn uống thuốc nữa. Bà cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ. Đừng có suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay, con thấy bà không có rời cuốn album. Bà nghe con nói nè. Phải từ từ thôi, nha. Nhớ lắm cả nhà. Con biết rồi. Đây là bà, đây là ông hồi trẻ, còn đây là Quang, là Long hồi nhỏ. Khốn nạn, nhất định tao phải tìm cho ra được mày. Đừng, giữa tao với mày phải tính sổ một lần cho rõ ràng sòng phẳng. Ngon quá à. Nè, cho bạn á. Tuần sau mấy bạn lại đây chơi nữa nha. Ừ. Ngọt quá hả? Đi đi, đi khỏi mắt tao. Đi. Ông nội. Ông nội nói bậy. Trời, còn mẹ con cũng chống lại ta. Đây, âm bông của bà đây. Ha 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 ha
Nè chị qua đây, chị qua đây nè, chị nhanh lên, nhanh lên. Các con cũng đã từng có tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ, má đã từng có một gia đình, nhưng giờ đâu, má giống như người vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dần. Quanh má chẳng còn